Vâng, xin chào cả nhà, chúc buổi tối an lành ha, vui khỏe. Và bây giờ là theo đồng hồ của mình là 8:20 rồi ha. Nhưng mà ở đường chợ Tân Hương, đường Tân Hương, quận Tân Phú rất là nhộn nhịp ha. Các bạn thấy trên đường phố ha, xe cộ, và đặc biệt là cái đường này về đêm là các tiệm vàng rất là nhiều. Thì đầu tiên mình sẽ đi nha. Đầu tiên là tiệm vàng Kim Ngân, giờ này mà vẫn còn đông người ha, buôn bán tấp nập rất là nhiều. Tuy giá vàng hiện đang lên cao. Rồi bên đây là Kim Thành ha, đó bạn thấy không. Rồi chỗ này là ngã ba Văn Cao và đường Tân Hương. Rồi chợ thì giờ không đông mấy, chứ còn là quán xá. Rồi kế tiếp là tiệm vàng Quảng Đông, quá đông luôn ha. Quảng Đông quá đông luôn. Rồi Kim Thành Thảo là nổi tiếng rồi ha. Kim Thành Thảo là nổi tiếng rồi. Bữa nay giờ này 8:30 mà vẫn còn đông. Rồi bên đây là Kim Duy Thành, rồi B&G ha. Giờ này B&G vẫn còn mở cửa, chứ tất cả các nơi khác thì đóng hết rồi. Đấy. Rồi khu phố này sầm, rất là sầm uất ha. Rồi lý do là người công nhân người ta đi làm về ha. Rồi bên đây là Kim Huy Thành tiếp tục luôn. Rồi lý do là công nhân người ta đi làm về tối ha. Rồi bắt đầu là họ mới ra tối, người ta họ đi buôn bán, đi mua, đi sắm. Cho nên là cái chợ Tân Hương này nằm ở quận Tân Phú là nó có đặc điểm như vậy nha. Càng tối là càng sầm uất. Giờ 8:30 rồi mà vẫn còn sầm uất ha. Rồi cái lên tiếp là tới cái đường chỗ đường Tân Quý. Rồi bây giờ mình vòng lại nha, mình vòng lại rồi nước chạy thẳng là ra đường Bình Long luôn ha. Ra đường Bình Long. Rồi bây giờ mình vòng lại nha. Rồi và bắt đầu xuất hiện vườn Noel ha. Những nhà mà thiên đạo thì người ta hay để cái ngôi sao sáng lấp lánh luôn. Rồi bắt đầu xả hàng Tết rồi ha. Xả hàng Tết rồi đó. Đây. Rồi ha. Rồi bạn thấy Kim Huy Thành ba. Đây, rồi chỗ này bắt đầu đông nhất này ha, nhộn nhịp nhất, nhất là ngày ngày vàng thần tài là chỗ này nó cứ ngắt luôn. Rồi trung tâm B&G giờ vẫn còn mở cửa. Rồi bên đây là Kim Thành ha. Rồi Kim Huy Thành ha. Rồi đấy, rồi giờ là tiệm vàng Kim Thành Thảo là nổi tiếng nhất khu này rồi. Rồi tới là Quảng Đông ha. Quảng Đông rất là đông. Rồi thôi mình dừng nha. Và đây là các ba Văn Cao mình quẹo luôn ha. Rồi qua đây thì bắt đầu nó ít dần ha. Rồi mình quay đoạn con đường Văn Cao buổi tối một chút. Rồi vàng thì đang đứng giá cao ha. Nhưng mà đối lại người ta vẫn đi buôn bán vàng rất là sâm tụ. Riêng có chợ Tân Hương là có đặc điểm vậy nha. Rồi chạy chút nữa là tới đường Văn Cao với đó, thấy không, tiệm vàng Kim Ngân. Chỗ này cũng có một tiệm vàng Kim Ngân lớn mà không đóng cửa rồi vì nó không còn gần chợ. Và đây là đường Nguyễn Sơn ha. Lê Thúc Hoạch ha, tới đường Lê Thúc Hoạch. Rồi thôi mình xin dừng clip ở đây nha. Xin dừng clip ở đây, hẹn gặp lại các bạn clip sau. Rồi xin chào, hẹn gặp lại.